Xin chào toàn thể mọi người nha. Hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người về cách mai giáo nha mọi người. Thì ở đấy Vũ có ba cái giáo nha mọi người. Đấy, cái thứ nhất á, cái này dùng để chặt xương. Chặt xương ba. Cái thứ hai là dùng để sắt thịt nha mọi người. Cái thứ ba thì để gọt hoa quả, cắt trái cây. Các kiểu. Thì hôm nay Vũ chia sẻ cho mọi người về cách mai. Thì thường á Vũ thấy có một số người là mình mai giáo nó không đúng. Thì mỗi loại giáo nó có mỗi cách mai khác nhau nha mọi người. Thì ở cái giáo chắt thịt này á thì nó lại mai khác. Vì cái mẹp giáo này nha mọi người, cái mẹp giáo này á là nó dài. Nó không mỏng như các giáo như không mỏng như loại giáo sắt thịt và loại giáo gọt hoa quả thì nó dai, mình lại mai khác. Và loại giáo sắt thịt á, thì mình lại mai khác và cái này thì mình lại mai khác nha mọi người. Đấy, thì để mai được một con giáo mà nó sắc á thì trước tiên á mình phải có một cục đá mai nha mọi người. Đấy, thì đấy là cục đá mai dùng để mai tay. Thì loại này thì cũng loại vừa thôi chứ không phải loại tốt. Đấy. Để mai thì trước tiên mình phải làm cho nó cục viên đá mai này nó ngấm nước, rồi sau đó mình sẽ mai nó dễ dàng hơn. Và mọi người thì muốn mai được tốt thì mình phải cố định cái viên đá này cho nó chắc chắn. Đấy, cho nó chắc chắn để mình khi mình mai nó không bị lắc nha mọi người. Thì mai giáo này thì nó có hai cách. Thì cách thứ nhất là mai bằng tay, cách truyền thống. Và cách thứ hai thì sử dụng đá mai nha mọi người, máy mai. Thì Vũ khuyên mọi người á, nếu như mà giáo mình thường xuyên sắt thịt hoặc là làm gì á, thì mình nên sử dụng đá mai tay như thế này. Mình mai thì cái mình thứ nhất trước tiên là mình phải giữ được cái giáo nó được bền hơn, và mình mai tay thì nó sẽ bền lâu hơn nha mọi người. Đấy. Bây giờ Vũ sẽ mai cái dao sắt thịt trước cho mọi người. Thì cái dao sắt thịt này của Vũ là dao ren nha mọi người. Dao ren từ Lam Cửa. Đấy. Về cái kỹ thuật mai á, thì thường á thì tùy theo loại giáo để mình nghiêng một cái độ góc độ nó chính xác. Đấy, nó sẽ nghiêng một cái góc độ chính xác. Ví dụ như những con giáo như thế này á, thì thường là mình sẽ nghiêng một góc khoảng 10 hoặc 15 độ nha mọi người. Đấy, mà còn những con giáo chặt xương hay chặt thịt đồ kiểu thì mình sẽ nghiêng một góc độ khác. Đấy, nhưng mà bây giờ để những mắt thường mình á, thì mình không thể nào mà mình phân biệt chính xác được là mình nghiêng một cái góc độ chính xác ví dụ 10 như 15 độ hoặc là 10 độ, thì bằng mắt thường thì mình không thể nào phân biệt được. Thì hôm nay Vũ chia sẻ về cái cách nói chung mình mai theo cái cách truyền thống. Không cần phân biệt theo cái góc độ thì để mai cho nó được bén. Thì ở đây Vũ mới vừa liệt sơ qua một vài đường thì mọi người đã thấy cái bề phần cái bề mặt con dao này á, đấy nó đã sáng lên. Đấy, nó đã sáng lên như thế này. Và cái bề mặt mình chưa mai thì nó không sáng nha mọi người. Đấy, thì quan trọng nhất là mình sẽ nhìn vào cái bề mặt sáng này. Thì khi cái bề mặt dao này á nó tiếp xúc với mặt đá thì nó sẽ sáng. Thì
nó sáng ở phần nào thì là khi mình mài nó sẽ ăn mòn ở cái phần đó. Thì những cái phần sáng này đấy thì mọi người không cần phải cân nó 15 độ hay là nó như thế nào, thì mình chỉ cần nhìn vào cái bề mặt sáng này nha mọi người. Cái bề mặt sáng này là mình sẽ biết được con dao khi mình mài nó ăn như thế nào đấy. Nếu như mà khi mọi người mà để mà nó được như thế này á, mà mọi người mai á, thì nó rất là nhanh nhanh bén nha mọi người. Đấy, rất là nhanh bén, là mình chỉ có lựa lựa à, mình chỉ có đẩy một hai đường như thế này á, là nó đã bén rồi. Nhưng mà thực chất là nếu như mà mình lựa như vậy á, nó bén rồi á, thì cái độ bén của nó là rất là nhanh đấy. Vì khi mà mình lựa như thế này, thì nó sẽ ăn mòn cái phần lưỡi dao người ta làm, là cái phần lưỡi từ đây lên, từ này ở lưỡi mà lên này cái chỗ này á, là người ta làm cái thép mà nó rất là già đấy. Mình mai mà nó đừng cái dao như thế này á, là nó sẽ bục nha mọi người, nó sẽ bục như là cái dao chặt thịt này đấy. Cái dao chặt thịt này là nó sẽ bục nha mọi người, là cái mép nó dày, là cái dao này là chỉ dành cho chặt thịt thôi, à chặt xương thôi, chứ không có cắt ngon được như cái dao mà chỉ dành riêng cho nó xắt thịt. Thì mọi người mà mình mai thì mình cố gắng đẩy cho nó hết cái thân dao và cái đá nha mọi người. Thì mình sẽ đẩy từ ở dưới này mà nó lên hết cái đá, để thứ nhất cho là dao nó mình mai hết được cái dao, và thứ hai là cho cái viên đá này nó mòn đều nha mọi người, mòn đều. Nếu như mọi người mà chỉ mai ở giữa này á, thì sau này cái viên đá này nó sẽ bị lõm ở phần giữa, còn hai đầu nó còn rất là nhiều. Đấy, đây nếu mình mai á, là sau khi mình đẩy vài đường á, mình sẽ lật ngược con dao lên để mình nhìn đấy. Mình sẽ nhìn đấy như thế này á, là mình mai như thế này thì nó rất là nhanh nhanh bén nha mọi người. Nhưng mà ngược lại là nó sẽ khiến cái dao mình là bén là một xíu thôi, là nó hết bén đấy, là nó bục đấy. Mà con đấy, mai như kiểu bên đây á, thì cái phần sáng này nó rất là nhiều, thì cái mình mai càng nhiều thì cái mép dao này nó mỏng á, thì nó sẽ sắc được lâu nha mọi người đấy. Chỉ có mình mai đây như cái phần ăn này, thì cái phần dao nó tiếp xúc với đá nó có một xíu như thế này, là nó cũng bén, nhưng mà nó bén rất là nhanh nha mọi người. Một xíu là nó cuốn liền à. Đấy, sau khi mình đẩy được nhiều lần á, thì mình sẽ lâu lâu mình sẽ lật lên mình xem cái phần mình mai nó được mòn tới như thế nào đấy. Nếu như mà nó ăn sát quá thì mình sẽ nghiêng, nếu như mai sát quá thì mình sẽ nghiêng nó xuống nha mọi người. Nó sẽ ăn cái bề mặt này rộng ra, mà còn nếu như nó ăn nhiều quá thì mình sẽ đừng nói lên nha mọi người, mình sẽ để cho nó
cái phần sóng giáo này nó cao hơn tí, đấy là nó sẽ ăn sát ở cái phần lưỡi này. Rồi, con Vũ chia sẻ thêm một cái phần là ở trên cái thân giáo nó bằng thép hoặc bằng nhíp ô tô nha mọi người, hoặc bằng lăm cưa, nói tất cả các vật liệu từ thép sắt thép thì con dao nó sẽ đen như thế này. Cái phần từ nửa cái lưỡi dao mà lên ở sóng dao nó sẽ đen như thế này, và cái nửa dưới mình mai ấy, thì nó lại sáng. Thì cái phần đen này á là cái phần này là các thợ rèn, cái kỹ thuật của người ta làm á, là để cho chống rét nha mọi người, chống chống rỉ đấy. Nhưng mà khi mọi người á thường vụ thấy là hay mai cho nó trắng cả cái dao, là đó là một sai lầm nha mọi người. Trừ khi mà những cái dao nó được làm bằng thép không rỉ hoặc là inox như cái dao Thái Lan đấy á, thì mình có thể mai nó sáng cả cái dao lên được. Nhưng mà riêng về dòng thép á thì mình chỉ có mai ở phần lưỡi thôi, còn phần từ ở giữa đến phần sống thì mình sẽ không mai, mình sẽ để cái phần đen là như thế này. Đấy là cái công nghệ của các lò rèn người ta làm để chống chống rét chống rỉ nha mọi người. Nếu như mọi người mà mai cái phần này đi á thì nó sáng như cái dao inox này á, thì nếu như mọi người không sử dụng cỡ 1-2 ngày á, nó sẽ bị rét liền đấy. Cho nên á là mình không nên mai ở cái phần ở giữa lên cái phần sóng dao, là nó sáng như phần lưỡi dao đấy. Rồi về cái dao Thái Lan ấy thì mình cũng mai theo cái kiểu là mình không cần cánh chỉnh cái độ 15 độ hay là 20 độ hay là 10 độ gì hết. Mình chỉ cần mai đó, và sau đó mình sẽ nhìn cái phần bề mặt dao mình được mai nó ăn như thế nào. Thì mình nếu như mà nó ăn ít quá thì mình sẽ cho cái phần sóng dao này nó áp sát cái viên đá hơn, mà còn nếu như nó ăn nhiều quá thì mình sẽ cho cái phần sóng dao nó hở đấy nha mọi người. Như con dao này phụ mai thì nó ăn, mọi người nhìn qua camera không biết có thấy hay không, thì nó ăn từ cái phần lưỡi dao này từ 1/3 cái dao xuống lưỡi dao đấy. Như vậy là ok nha mọi người. Còn mà nếu như mà nó ăn chát ở dưới này quá thì mình mai nó sẽ không sắc, nó sắc nhưng mà nó rất rất là nhân lúc nha mọi người. Còn về phần cái dao sát thịt này thì cái mép này nó rất là dai, nó rất là dai, nó chỉ mỏng ở nói chung 1/10 từ cái sóng dao mà xuống cái lưỡi dao là nó chỉ mỏng một một miếng nhỏ nhỏ ở dưới này thôi nha mọi người. Còn lại là từ từ đấy mà lên ở sóng dao á, nó rất là dai đấy. Thì để mai được cái dao này thì mọi người để ý nha, ở cái viên đá này á nó sẽ có hai phần, một phần đá mịn và một một phần đá nhám. Thì cái phần đá nhám này á, để dành mai cho những con dao mà nó dai mà nó không được mộng mép, thì mình sẽ mai cái phần đá nhám này đấy. Vì vụ bị cạnh cái chân quái á, nên vụ chỉ mai được cái phần ở đâu này á, có đẩy cả cái viên đá này là nó cạnh cái cảm giác nó cạnh cái chân quái nha mọi người, nên vụ chỉ đẩy ở cái phần này một tí. Đây, sau khi mọi người đẩy ở khoảng vài đường á thì mọi người nhìn thấy là cái phần tiếp xúc nó bao nhiêu này, như thế này là được đấy. Vì cái phần lưỡi bẹn của nó là nó chỉ ở đây xuống thôi nha mọi người, ở đây xuống cái phần lưỡi thôi.
còn phải trên đây là rất là dai, mình không thể nào mài bằng tay mà nó mỏng mẹp được như cái dao sắt thịt này. Đấy, thì mỗi con dao thì mình sẽ có một cái góc độ nó đừng nó đứng hay nó nằm phù hợp nha mọi người. Thì gà sắt thịt á là dao cắt sướng á thì mình sẽ mài như thế này. Đấy, nó chỉ có một phần như thế này là thép thôi, còn ở trên này là phần sọn dao và phần ở giữa dao thì nó rất là dai. Và mình đẩy vài đường là mình sẽ cứ ngựa lên là mình xem cái phần tiếp xúc nó như thế nào. Đấy. Chứ mình không cần phân biệt chính xác là nó nghiêng bao nhiêu độ. Đấy. Vì mắt thường mình là rất là khó cân khó chuẩn cái góc độ đó. Rồi, để phân biệt giáo đã sắc hay chưa thì mọi người thường sử dụng tay như thế này không mọi người? Mọi người sử dụng tay như thế này á để mình phân biệt là dao nó đã sắc hay là chưa. Nhưng mà ở đây là Vũ chia sẻ cho mọi người cách phân biệt dao đã chính thức sắc bén hay là chưa sắc tới cái mức độ của nó. Thì mọi người nhìn ở cái mọi người ngựa con dao đó nha mọi người. Mọi người nhìn ở cái phần lưỡi dao. Cái phần lưỡi dao mà mình không nhìn thấy cái phần sọng sọng lưỡi này nha mọi người. Cái phần này á mình không nhìn thấy á thì đó mới chính thức là cái dao là thực sự bén nha mọi người. Còn mà mình nhìn thấy á là nó chưa bén nha mọi người. Mình nhìn nhìn cái kiểu mà nó bị chớp chớp mà nó không nhìn thấy, kiểu không nhìn thấy cái phần này nha mọi người. Đấy, cái phần lưỡi dao này. Đó, thì nó thực sự là mới chính thức là bén nha mọi người. Còn mà mình nhìn thấy á là nó chưa chưa bén, nó cũng bén nhưng mà chưa chưa đạt hết cái độ bén của nó. Rồi, hôm nay Vũ cũng chia sẻ với mọi người về cách mài dao cổ truyền theo kinh nghiệm riêng của Vũ. Còn mọi người đừng so sánh cách mài dao của Vũ với là các lò rèn chuyên nghiệp. Thì các lò rèn á người ta có cái phương thức cái kỹ thuật gia truyền người ta. Người ta mỗi cái lò rèn nó có mỗi cái kỹ thuật riêng của họ, nên là mình tay ngang thì mình không nên so sánh với những cái lò rèn nó uy tín, nó nổi tiếng. Đấy, thì đấy là mình chỉ cách mài dao thông thường thôi, mà dao thông thường để có một con dao sắc bén cho vợ nó sắp thịt hay là cho mẹ nó đặt xương luôn các kiểu nha mọi người. Để đây Vũ cũng xin kết thúc video nha. Nếu bạn nào xem video thấy hay thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký kênh ủng hộ Vũ nha.